Xin chào cả nhà, trở lại kênh của Tính Mập TV. Chúc cả nhà có một ngày vui vẻ. Thì đàn cuốn của mình trời mưa trời gió nó không có ra sân được. Mình cũng không có thả tụi nó ra luôn. Tụi nó ở trong đó thì cũng ấm cúng và thoải mái. Sân thì được mấy cô giúp đỡ nên cũng có cái sân ngon lành. Còn cái sân sau thì chưa có lót được. Trời lạnh mà rêu xanh rêu mốc dữ dằn lắm đó. Còn bây giờ hiện trạng bây giờ thì Nhật Tân đang yếu, cho con không có ăn uống vậy đó. Mỗi đứa một cây, mỗi đứa một khúc rồi đó. Bà này bà lì bà dành hai cây đó. Bây giờ mời rủ Hồng Ngọc vô nhà cả nhà đây. Còn dàn kem nó giờ ở đây rồi. Rủ Hồng Ngọc vô nhà để làm chi? Để Hồng Ngọc mình thoa với mình bắt ký sinh trong lỗ tai cho Hồng Ngọc. Ngọc rồi. Rồi. Đúng rồi, đúng rồi. Trong thời gian chờ đợi mình đeo bao tay đi. Ủa, cái đâu rồi, cái nữa đâu? Kiều cái vô hà, nãy giờ biết làm gì có cả nhà. Ôm cái cục da nhai nhảy vô cái rổ cái nệm nhai. Kiểm tra coi lỗ tai có gì không, có con gì cắn con không. Đứng em nè. Nghe em à. Mấy con này lì thiệt chứ. Bắt hoài có hoài. Rồi, có mấy con à, không sao. Cho đang bị ghiền á, ngồi em à. Mùa này không có đi đâu khỏi nhà cả nhà ơi. Sáng nè quanh quẩn ở trong nhà, chiều quanh quẩn trong nhà, nên có mấy con chó với mấy cái cây đỡ. Có mấy bạn ở trên thành phố á, nhà không, nhà cửa chật hẹp á, thiệt là buồn tẻ. Mình cũng hay coi tin thời sự rồi đó.
hơn, có mấy em thôi. Rồi bây giờ chạy nữa còn như đây chắc đủ. Chạy hả? Mình xức cái dung dịch này để cho các bé nó đỡ bị ký sinh nó tấn công trên thân thể cả nhà. Đó thì mình chấm từ trước tới sau luôn á. Từ đầu nó tới đuôi. Rồi mới kẻ chân. Cái chai này thì dành cho mấy bé cuốn mà lớn. Nói chung là cái chai này thì mình có thể mình chia ra mình xài ra nhiều đứa nhỏ. Nó xa vậy thôi dưới đời nữa. Hello. 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 Rồi xong, đi chơi đây. Một tí không? Ừ? Một tí hả? Gì? Một tí làm sao mà thuốc. Được rồi ta. Tới giờ ăn cơm chiều rồi cả nhà ơi. Rồi xong. Ra đây. Mẹ mình nấu cơm, ba mình trộn cơm. Mấy đứa đấy. Rồi thôi xin chừng video tôi đây cả nhà. Thì bây giờ cơm của tôi nói là cái tô nhỏ này của Hồng Ngọc, còn là tô lớn là của ba anh em. Tại sao mình cho ăn thêm như vậy là lý do là hôm nay mình còn thêm vitamin tổng hợp nữa. Với trộn với pate tụi nó mới ăn. Thôi xin chào, hẹn lại các bạn vào video kế tiếp, chúc cả nhà vui vẻ nha. Cả nhà xem nhớ chia sẻ, bấm một like cả nhà để kênh mình duy trì phát triển. Thôi xin chào.